Thì đâu phải ông nào cũng kỹ đâu. Thôi coi em khỏe coi có chồng không cho em buồn quá. Thiệt không? Đang muốn chồng chết. Muốn hả? Muốn gì nữa bà, ngày ba bốn thằng rồi. Trời ơi, muốn gì nữa? Ơi, giờ kiếm người tâm sự đó mình nói chuyện được. Chồng á là khi nào mà ở sống luôn bia cao kê nhậu nó cam lên nè. Mà chồng á là phải chung thủy với chồng mà hả, cưới chồng mà kiếm hả ba bốn thằng ngày sao được. Trời ơi muốn chồng quá rồi bà con ơi. Ngày đủ ba bốn thằng ra mà không có thằng chồng. Người ta muốn yêu đây. Trời ơi bà là làng bà là xóm luôn trời ơi. Tụi người về tiếng ngộ không? Chúng đập chết chết. Trời ơi tôi muốn chồng quá. Muốn chồng quá rồi. Kế bên nè. Lại. Tôi đi mẹ không có lại. Để khùng rồi đó. Bữa nay tới quá trời luôn rồi. Phụ. Vậy nghe. Vậy ơi chị mới muốn chồng quá cưng ơi. Muốn chồng. Đi. Tao không chịu tao. Ý ông nói là tâm sự. Ý ông nói trước này luôn không? Chơi nói rồi đó. Trời ơi, mới vô rồi đủ khách sạn rồi. Khách sạn. Tao đủ không? Đủ giờ chỗ ông nói thú hình không đủ. Quý sư ghê đó. Què chết thật chứ. Cái gì? Chồng vợ gì không đồng phòng qua chút rồi cho thằng kia nẻ không à. Ai nẻ? Kiểm nẻ chứ anh Phong có nẻ đâu. Trời ơi. Đủ mẹ đây cứ gì mà giờ tôi thấy thằng Phong nói chồng bà mơ. Đây bụng muốn nẻ lắm hả? Ừ. Tôi không đẹp ha. Đẹp không? Đẹp. Nắng mà phải rồi mình vừa kề nhau. Trời ơi đứa ghế. Sao? Hôm đại. Ông Năm thấy ai cặp thịt xứng không? Trời ơi. Em sẽ tặng anh một ông này về đây kỷ niệm. Cái khi nào mà anh có buồn cái anh thờ cúng nó trời ơi. Thôi ở nhà có rồi. Có không? Có nữa. Hả? Có nữa. Thiệt vậy hả? Ừ, đến chị tội. Tại vì cái này ở đâu ăn có. Ăn tại vô là tại lộc. Em ăn trộm bằng đêm á. Em ăn trộm trong chùa. Trời đất quỷ thần ơi. Thiệt luôn vậy hả? Ừ. Đừng nói ma công an bắt cái bà nội. Trời một, ơi. Một bộ này là anh biết là 4 triệu đó. Là lấy ông địa. Lấy ông địa ở trong chùa. Ông thần tài. Ủa quên ông thần tài. Tài lộc của anh đem về nhà đó. Rồi nhét ông ở đâu? Nhét vô bụng. Đi vô chùa lại. Bà ông mặt thở. Ông thần tài Phật. Ông nghẹt thở. Lấy ông Phật Thích Ca mà quá trời ông chịu ông dội dội vú. Dội dội vú. Ông nói vú nhỏ này hôi quá không được. Chú á. Quá. Vú vợ chồng tăng thơm. Bây giờ. Trời ơi quỷ thơ ơi. Vợ ba nó vú vô vú bất kỳ hành hôi thơm. À vậy đó là. Vú duyên. Cắt vô chùa nó đậu vú. Dạ hả? Ừ. Trời ơi, rồi ta thấy rồi, ta bắt rồi sao? Đâu có thấy, mấy ông thầy chùa gõ mỏ thấy què vậy. Tôi vô rồi, tôi làm một chân, ông nào cũng nói nghiêm trang hết, xong rồi đâu có nói gì. Trời ơi trời. Bỏ áo cà sa luôn, thầy chùa em quất luôn. Bữa nay. Bữa rồi đem ống trắng nước. Ờ, đâu không mà nó không quất à. Bữa nay coi nè. Ờ, dẫn nó đi khách sạn đi. Đi vô đó làm cái gì? Vô đó, quất một phát đi. Chơi không? Nói gì làm nha. Ok. Ok. Wow, bữa nay là đòi mạnh ở, miệng. Đòi ở anh Phong đó, ông nội ơi, Sương coi kìa Sương. Bữa nay là mạnh miệng lắm rồi đó. Ừ. Nội chơi anh thôi chứ không có yêu nha. Ê, giờ tới nước vậy lắm hả? Ông qua tới nước chơi qua đường thôi. Ê, giờ tới đâu rồi? Đi về. Tới đâu rồi? Tới đỉnh rồi. Tới đỉnh rồi hả? Ừ. Nó có tràn rồi chưa? Không. Nó tràn ra tối hết trơn rồi, kiếm đủ quá trời, tao làm hai quá rồi. Ê, mà nói tụi bay bà giờ người ta ăn chữ bù nội quay. Sao? Ừ. Ông ra chưa? Hả? Ra chưa? Ra trên luôn hả? Tới đây rồi nè. Tới giờ tỉnh rồi hả? Quá dư hả? Mấy chục đứa hả? Mấy chục à? Không à. Tôi hôm qua nay có 4 thằng à. Trời ơi, tôi qua nay có 4 thằng. Thằng Dương với ông ba vợ với ông Kẻm với ông bé số, 4 thằng à. Qua nay tôi chơi có 4 thằng. Thôi, nè, giờ khuyên nè. Không tốt được không? Cho không à. Phụ nữ, á, mà... Phụ nữ gì? Không chơi cái đó rồi lỡ rồi có bệnh rồi sao? Bệnh nữa hả? Ừ. Đời này là bệnh gì? Trời ơi. Thấy cái ông Hùng Sida không? Vậy đó hả? Đó là ổng chơi mà ổng bị luôn á. Con khỏe coi chừng nào có chồng nè. Có liền giờ nè. Sắp rồi. Ông nào? Đẹp trai lắm. Ông nào mà giờ quay nó giờ ông nào đủ bà mơ ghé bà mới lấy chồng. Ông nào đủ ông ra đó, biển em đường phố. Bye bye liền. Máy bay giết ông luôn. Ừ.
chặt làm ba khúc chôn mà không. Ừ. Cái đủ đéo mẹ ông ra đủ làm què gì. Ai ra? Tôi ra, thấy ông ra. Trời ơi, bà ra chắc có nước chắc bò luôn á. Ra đâm lúa hả? Trời tôi ra đâm chạy rồi vậy. Quá tôi bó tay mà bơi rồi. Về sân bay rồi, bơi chơi chứ bơi thấy gỗ á. Mấy con nhà giàu chơi với em thấy ngộ. Không nồng thấy tôi để ý ngộ nào. Ừ, bữa nay giờ có hồn dịch lộ mình nhậu được không? Hả? Sao? Anh... Có bạn trên thành phố ai ba đứa mình nhậu là sao? Mời lên đám cưới đám vỗ kìa. Bữa nay đang cắt nhà khách hai đứa con gái Đài Loan đẹp lắm. Dạ hả? Đông đó. Ừ. Còn có sáu thiện đó má. Có được hai đứa gái chưa gả hả? Vỗ nam ơi. Ừ, hai đứa gái chưa gả hả? Chăm bốc luôn anh Phong gặp mời. 18 tuổi với 17 tuổi. Đẹp như mơ không? Đẹp hơn. Dạ hả? Trắng mình dây giò lông lắm. Trời ơi, giò lông nữa hả? Ừ, con có sáu thiện. Không khải người ta đi. Mới gì khui ra hết. Ê, đậu má lấy dịch của tôi á. 4-5 con lên hai đứa con gái Đài Loan á. Tối nay tao lên chảnh à. Đi chảnh lấy dịch lại không? Thôi. Lên chảnh rồi kìa. Thôi. Má nó lấy dịch rồi ăn rồi chích mẹ rồi. Trời ơi trời, tức quá. Tôi găng không được mà tôi có găng tôi ăn. Tại người ta đi người ta đá người ta đãi khắp mà kể dạ luôn. Ừ. Trời ơi kể luôn hả? Ừ. Giờ cái hãng mình ở đây nói chuyện dạ, với mình. Dạ không đủ đủ cho đủ luôn mẹ không đi. Thôi. Nè để anh khuyên nè. Mình gần gũi với ai cái đó mình bệnh mình không nói đi. Ừ. Nhưng mà cho kêu người ta đó mang bao vô nha. Ừ. Thì đâu phải ông nào cũng kỹ đâu. Ông coi em khỏe coi có chồng không, sao em buồn quá. Thiệt không? Đang muốn chồng chết. Muốn hả? Muốn gì nữa, bà ngày 3-4 thằng rồi. Trời ơi, muốn gì nữa. Ơi, giờ kiếm người tâm sự đó mình nói chuyện được. Chồng á là khi nào mà ở sống uống lon bia cao kê nhậu nó cam mà lên. Mà chồng á là phải chung thủy với chồng mà hả, cưới chồng mà kiếm hả 3-4 thằng ngày sau nữa. Trời ơi muốn chồng quá rồi bà con ơi. Ngày đủ 3-4 thằng ra mà không có thằng chồng. Ngước là tầng muốn yêu đây. Trời ơi bà là làng bà là xóm luôn trời ơi. Tụi người về thấy ngộ không? Chúng đập chết chết. Trời ơi tụi muốn chồng quá. Muốn chồng quá rồi. Kế bên nè. Lại. Tụi đi mẹ không có lại. Để khùng rồi đó. Bữa nay tới quá trời luôn rồi. Phụng. Vẹn nghe. Vẹn ơi chị mới muốn chồng quá cưng ơi. Muốn chồng. Tao không chịu tao. Ý ông nói chứ. Ý ông nói chứ. Này luôn không? Trên thấy rồi đó. Trời ơi. Mới vô rồi đủ khách sạn rồi. Khách sạn tao đủ không? Đủ giờ chọn ông nói thú hình không đủ. Quý sư ghê đó. Trai gái tâm sự với chiều lên tới lại. Chê nào đâu. Ừ. Đâu có nơi thúi đâu. Quá trời luôn rồi. Má mới quất cái thằng ở nhà trọ đó đó má, rồi đủ má cho 50, có đám 50, tôi thấy cũng tội nghiệp, dân ruộng, rồi bớt ghé mày luôn đó, đủ má đáng ra, tao dẫn mày khách sạn mai đang 200, mấy ông kia nói thôi bà nội tôi quỳ tôi lại bà luôn. Mới đi xã rồi hả? Mới xã thôi rồi. Giờ ông chở tôi qua bên cô lãnh kêu là bớp giác. Mở hàng. Bớp giác, con tim. Mở hàng đó đâu? Em buồn, cái gì? Mà cái hàng đó đâu? Hai lúa mà. Lớn tuổi chưa? Đâu biết được, tứ xứ đủ đéo biết đâu. Rồi làm sao mà người ta biết vậy mà người ta đi. Ô. Hả? Mời nè, hỏi nè. Đó là Nam á. Nè. Ê, sao kiếm đâu dễ quá vậy? Em à. Ừ. Gì đâu mà kiếm cái là có. Ra đường ta kiếm trai cu. Trai cu kiếm chim gái, lòi chim phiêu buồn. Ta đấu chờ giết được ta đi. Để ta đủ sướng sống ngàn trăm năm. Để không nghe mơ cùng cả. Vậy là bữa nay bà nói rồi đó. Bà tới rồi, mới ra mà tới gì nữa. Giờ anh tăng chữ nữa nè. Hả không phải. Mà mới vừa đi với ông nào đây rồi giờ tới gì nữa. Nói giờ đủ hai ông rồi. Bây giờ kiếm đủ ông Phong nữa là ba ông. Đang vô phòng mà chạm cái gì, phòng cấp cứu hay là phòng cái gì mà kêu phòng gì là phòng tù hay là phòng gì không biết. Nhắm chịu nổi không? Sao không nổi. Ừ. Ông làm mấy cái mà không nổi. Ông cái một chứ gì rồi thụ đơ chứ gì đâu. Ông hiện không hiện mà ông vào là ông cái một mà. Ông chơi đứng hay chơi nằm? Tôi đủ đứng không à. Trời ơi trời quý thần ơi. Thiệt. Thôi. Cha mẹ tôi sanh ra tôi đủ đứng tầm vong không có đủ nằm. Đủ đứng không à. Ông đủ sao? Thôi mà. Chồng không có ra nó lại. Để ông chơi mời cùng.
Tới Phong cùng chơi với em đâu có vợ chồng anh Phong. Anh coi em có vợ chồng không? Thì nó nói rồi, vợ chồng em nó ngồi kế bên em đó. Vậy đó hả? Để mà nãy em nói ừ anh là chồng em rồi. Đẹp trai không? Đẹp mai trai. Mai mốt không đi với ông nào khác nữa chưa nha. Ừ. Để ông đụng ha. Đi mà hả tôi biết á, tôi đi vậy liền luôn á. Vậy đó hả? Ừ. Trời ơi. Thiệt chứ đó hả? Thiệt. Ai cũng nói ông nào khoái con mẹ. Điên chứ cùng mà. Điên chứ cùng á. Điên chứ cùng. Ừ. Thấy không? Điên chứ cùng đó. Nè gương mặt này thấy không? Ừ. Trời ơi công nhận. Rồi chở em đi coi. Ê tướng này tướng phu thê ha. Ừ. Thấy không? Tướng anh hả? Ừ, hai tướng này này gương mặt nè tướng phu thê không? Tướng anh khôn hơn tướng em. Dạ hả? Ừ. Tướng em chưa khôn. Dạ hả? Tướng em cù lần. Cù gì mà cù? Được không? Tướng sang dễ sợ luôn kìa. Tôi thấy ta giống như Mã Lai quá. Còn ông giống Mỹ. Mỹ không? Mỹ. Tây Mỹ Pháp bu. Em gái Mã Lai mà. Chơi mà chơi võ hả? Đâu có đâu. Gồng 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 gồng. Chơi đó mới đọc đó. Ghê ha. Đủ ra quần què những cái bỏ ra trơn xạo gồng gồng quýnh người ta chết. Còn tôi thầy nè người võ chơi rồi xuống luôn. Coi như là Phong không có đường với mơ. Ừ. Mơ chỉ cần búng cái là xong. Ừ. Ông nhìn tôi hiện không? Hiện. Hiện nó tính. Ừ. Hiện mà đi với ông mất tích á. Ừ. Ông hung ha. Hung dữ không? Hả? Hung dữ hả? Không hiền. Ông hung hả? Hiền. Hiền luôn hả? Nè gương mặt này hiền nè, vô lần nào mơ cũng ăn hiếp hết trơn á. Thôi xin lỗi đi. Sao hả? Xin lỗi bất chặn đi. Chốt à. À sao? Chốt, xuống bà nó nghe nè con. Cái thằng đó đó, giống ông đó. Dạ hả? Cái con của thôi tôi. Thôi đừng có la bậy trời. Mẹ nói giống tôi bên bển nữa, nó qua nó kiếm chuyện tôi nữa. Cái thằng đó con của tôi đó, đó, kêu xuống rồi đó. Nó nè con. Con của Phật á, không chịu rồi đó. Quá tàn mờ luôn. Ông không đó, ha. Hey. Ông đích ha. Ê, hey, nó nghe nè. Ủa mà chơi. Không rồi, không rồi, nghe ở xóm á. Ông đi qua mi đó nó chơi. Nè, không nghe nè. Dạ. Không rồi, nghe ở xóm á, nói là mấy ông bán gà, bán bà nệm, ừ. Bán coi như là ai đi ngang qua cũng cho ăn nằm chứ hả? Có không? Tại sao không hiểu ta? Là có như ai đi ngang cũng kêu vô hết trơn hả? Không. Sao hả? Mấy cái đó đó, đừng có cho bậy bạ nha. Dạ. Bệnh đó, khuyên đó. Mà lúc đó thèm lắm hay sao mà kêu người ta vậy? Buồn buồn, chơi bậy chơi. Cha mẹ xinh đẹp để làm gì chết luôn. Buồn buồn ta bay chim buồn, đem ra thả cả cứu trời để cứu non sông. Đó bây giờ nè. Đối với mờ. Đối với mờ là hơn. Nghe cung. Nè. Ăn cái tao thao điên mà nó khôn. Mờ. Ăn cái nó dạ dạ. Mờ. Dạ. Để đối với mờ á là đợt sau Phong vô, Phong mua là mấy cái bịch mấy cái hộp luôn á. Ừ. Hộp bao cao su á. Ừ. Là cái này là không phải gì gì. Cung. Mà trời ơi, chứ ai mà cho không đủ ông hỏi ơi. Hàng nào mà rớ vô là kêu nó mang bao giùm cái. Đó, đó, đó. Nha. Ừ. Chứ mà bà tùm lum tùm la nữa, bệnh chết luôn á. Ừ. Rồi coi thương cái thằng đó, ủng hộ ông coi. Trời ơi, còn loại thương đó nữa. Ừ. Ăn. Để đi xe không cho mày vô kìa, mày làm giữ mày. Đã hàng đó nó thấy thằng này rồi nó đâu dám nữa đâu. Ừ. Em kêu nó vô xe mà nó hỏi, gì mày? Cái tên nói mày xu xe ô tô tao cho mày vô. Bả đưa vô đó. Đại ca không á. Chột chột nhảy ra chột. Ở number one đẹp trai dễ thương. Và còn tìm gắn chung tình. Nhảy. Gặp anh đêm nay lòng em thấy nao nao. Đẹp trai ha. Con của bả đó. Bả thương này lắm. Tới giờ bả lên cơn rồi tận thầy đó thôi thôi. Con ai? Chứ, con của cô Bạc Liêu đó mà con của em. Ừ, hả? Cô áo vàng hay cô áo hồng? Con áo vàng đó, cô cần có duyên đó. Nhớ, đẹp à? Cô gái Bạc Liêu hả? Ừ, đẹp không? Bạc Liêu giấc mơ tình yêu á. Ừ. Bây giờ ca bán đi. Hả? Đàn khang tiếng ca gì nói mà ca. Dạ. Kỳ hổng gài rồi xa đi đâu nè, thấy buồn hả vui vậy. Hả? Mới đi không? Chơi về. Chơi đâu? Đi chơi ở Vũng Tàu á. Mà nhớ quá bữa nay phải vô nè. Vậy hả? Ừ. Gái nhóc không? Gái nhóc không? Hay bữa nào dẫn mơ đi Vũng Tàu chơi ha. Em hả? Mặc đồ bikini. Đi hả? Ừ. Chừng nào đi? Hả? Chừng nào đi? Thì đợi đi, có duyên đi mà đi. Rồi à, gái đồng không? Ở chuồng bằng đường clip và tắm hả? Muốn ở, muốn mặt hả? Đồng không? Anh cứ ra ngoài biển đâu? Đồng lắm.
Chụp hình rồi ha. Ừ. Ờ, ông đẹp mà ông đài đoan ra ngoài mời ông trời đó. Ừ. Đẹp trai ha, mới ông đẹp mà ông trời nhóc ha. Trời ơi, bữa nào mà vẫn mà mơ ông, dạ, bà ông đẹp hả mẹ? Bữa nào vẫn bà mơ. À, có con cái mẹ con chơi biết chơi vậy mẹ. Mẹ. Ông trắng mới đẹp. À, nhớ nhớ nha. Sao? Đây là em trai sao trắng không hay là đen luôn? Hả? Em trai đen hả trắng? Ai đâu của em đâu. Mình anh hả? Con giống á. Con giống mình anh hả? Ừ. Ồ, không nói chuyện đàng hoàng á, gặp mơ cùng quá tội nghiệp luôn. Bởi vậy. Để đi đen thù lui á trời. Trời ơi, đánh nó mới tắm biển về mà. Cổ quần ra sao gái mày. Trời quỷ ơi, má. Nó bỏ tay luôn. Người ta cổ quần ra đen chỗ, à. Đen chỗ nào đen cũng có chỗ trắng chứ, mới tắm biển. Cổ quần ra con trắng đó ao. Nở thôi. Ông là tao thấy cùng rồi đó. Đúng rồi, bữa nào á là ông thấy thiệt tình ha. Ừ, bữa nào không vô phong mới mua một hộp hai hộp mà bao con su để đưa cho bà này. Đưa cho bà đó. Mà hàng nào mà rớ làm ơn á, cái này là anh Phong là khuyên thiệt chứ không phải là để về thổ món nha. Tại vì cái này á là Phong đã biết rồi nên hả, cái này đâu có tiền đâu, bạn đồ mới bạn đồ cũ không. Ừ, đồ này đồ đẹp rồi gì đó. Thấy thằng bạn nó thôi đi chị, năm nay 50 rồi 40 rồi chị bạn đồ cũ đi. Ừ. Chị đua đầu chi để con nít nó lớn lên nó có vợ có chồng. Ừ. Thế cái đó của tao còn đẻ được mà mày nó đẻ được rồi nữa. Anh ba. Dư sức đẻ mà. Anh ba Dũng nè. Ừ. Sứ của nó chơi dành được lắm mà. Được không? Thì thưa cô chú anh chị, gặp mơ rồi. Thì hôm nay cũng có những lời khuyên đối với mơ, tại vì cũng gần gũi nhiều quá. Thì chắc có lẽ là chính sao Phong vô á, Phong phải mua một hai hộp cái vụ mà cà bót. Bữa nào mua đồ cho em bạn rồi. Đồ gì nữa? Mua cái đồ quét á. Thôi mà được chết bà luôn đồ quét. Kêu mấy người con gái mà bên công ty mà của anh đó nói, em có bạn em đem cho con bồ anh nói gì. Đồ quét ống đứng cho nó. Trời đủ màu luôn. Trời đổ nón bo nó. Mặc áo thùng chơi mang áo thùng ba lỗ còn muốn chịu không nổi đây. Mang hút nhọn vô. Thôi. Em bái tặng về đi chơi. Thôi. Đi sao nổi mà đi. Đi chơi chạy vòng vòng đi xe đạp rồi chơi thấy thì ngộ kìa chơi. Mang dép đi cho nó khỏe không? Anh có em bạn đồ đó không? Đừng có bố vuốt vô giùm cái đi bà. Mình nắm bố vuốt. Vuốt rồi chịu không nổi hả? Ủa. Lại luôn. Tôi bố thôi mà. Tôi nhậu vô đàn ông cho tôi không có biết cái gì cảm động mà. Nói vấn đề mà sung xéo gì ta. Dạ hả? Ừ. Không cảm giác chứ. Có anh nào đẹp trai. Ông chưa vô đời tôi đâu. Không, cháu tôi cũng vô đời. Thằng Phong không có vé không? Không. Ai mới có vé? Ai biết, có biết thằng nào đâu. Chưa nào mù cây chứng trận chưa ra. Vậy là ông Kiểm mới nổi hả? Không, em không vô đời. Mà tại sao thích ông Kiểm? Dạ. Tại sao thích ông? Chứ bây giờ đâu có ai chơi với em đâu. Vấn đề mà ăn ở đủ đéo rồi mà ông chơi ông Kiểm chơi với ai trời. Vậy là con mình nó mới chấp nhận mơ hả? Bây giờ nó bỏ em rồi, nó lấy máy khác rồi. Nó nói em bằng ăn với em không có... Sao vậy? Cá giả chi chụp. Dạ hả? Nghèo quá. Dạ hả? Bởi vậy, bây giờ cha nghỉ chơi em rồi. Bây giờ buồn hả? Cô không buồn gì không nữa. Bà buồn, tội không? Bà buồn, bà tội ghê luôn á. Vô quay bà hai không? Một ngày bà phải 3-4 chập mới bà chịu. Ai hỏi vô bà hai không? Thôi. Dạ hả? Mà hai là mẹ ông Kiểm hả? Mẹ ông Kiểm tao tôi quay để bà chết. Thôi trời ơi, đã nói ông Kiểm mà không vô thôi đi. Ừ. Mà chạy đường bãi thầy nè, mày bộ bọc quá. Bây giờ nè, nói cái vấn đề đó. Một hai bữa nữa anh Phong làm mai cho mơ một người chịu không? Chịu. Rất đẹp trai. Đúng.